chồng con á tính ra là gia chú con. Hồi xưa là nói là có bà con với nhau cho nên là không có cho cưới nhau, không có cho quen nhau. Nhưng mà sau này người lớn họp lại á, coi á thì nói là không phải là bà con. Giống như mẹ chồng con á là em của vợ ông chú con. Ông chú con là em của ông nội con. Em của vợ ông chú con mà ông chú là em ruột. Mẹ là em ruột của vợ ông chú mà ông chú là em ruột của ông nội anh rể. Không xa lắm á, xa lắm á, hỏi tính thì xa lắm. Dạ thì tính ra dạ, không có bà con. Tại vì người bên vợ không, xa lắm, xa lắm. Mẹ của con là ông chú. Mẹ của con là bà con của ông chú, vợ rồi con gì đó rồi ông nội rồi cố. Không, nói chung là ba của con á là kêu mẹ con hồi xưa á là dì chính, kêu bằng dì lận. Tại vì mẹ con là gia dì, nếu mà tính ra là gia dì của ba con. Nhưng mà hai đứa con cưới nhau rồi giờ hai người kêu là chị xui luôn rồi, không còn kêu là dì nữa. Hồi hai đứa nó chưa quen nhau đó là anh xui á kêu đây là cái dì chính lận. Cái ruột thứ ba đây là tính chính. Nãy giờ mình nói cái lòi đó nhiều mối quan hệ quá. Càng ngày nó càng nhiều á. Lại cho mượn liền. Em ông nội con. Em ông nội con à. Cưới vợ. Cưới vợ. Cái chị cái vợ của em nội con là chị ruột của má chồng con. Chị ruột của má chồng con. Đó, chú hiểu ra chưa? Chị ruột của má chồng. Ba con là ba con kêu em ông nội là chú. Nhưng mà mẹ con kêu em ông nội con á là anh. Con nghĩ mệt. Nói chung là mối liên hệ này không. Sao nó rối à? Dạ bởi vì về để dễ bắn đồ đi ha. Dạ. Thôi để chú. Bởi vì hồi xưa là gian em. Kiều Thị Bông. Dạ. Năm 58 tuổi. À. Ở Cà Mau. Ai nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bán đồ. Có lẽ lọc vô có bè khác liền ha. Từ Cà Mau lên đây luôn. Dạ. Mời thằng dâu. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Con tên là Nhi. Mình làm dâu bao nhiêu lâu rồi Nhi? Làm dâu từ năm 2013 đến giờ. Em có một bé trai 8 tuổi. Bây giờ học lớp 2. Ở nhà mình đang làm công việc gì? Ở nhà lúc này ở nhà rồi có nhà cho mướn chứ không có. Trời ơi, ta có nhà cho mướn rồi ta. Có ba cần mặt tiền à chú? Có ba cần mặt tiền à chú? Gì? Có ba cần mặt tiền à. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì với cô con gái này? Hồi mới gặp thì thấy nó còn nhỏ quá. 15 tuổi. 15 tuổi rồi. Con trai thì 18. 18 tuổi. Rồi mà thấy nó xinh. Thấy nó xấu lắm. Nhỏ xấu lắm. Chồng con á tính ra là gia chú con. Hồi xưa là nói là có bà con với nhau cho nên là không có cho cưới nhau, không có cho quen nhau. Nhưng mà sau này người lớn họp lại á, coi á thì nói là không phải là bà con. À. Giống như mẹ chồng con á là em của vợ ông chú con. Ông chú con là em của ông nội con. Em của vợ ông chú con mà ông chú là em ruột. Mẹ là em ruột của vợ ông chú mà ông chú là em ông chú ruột là, của ông nội anh rể. Không cách xa lắm á, xa lắm á, hỏi tính thì xa lắm. Dạ thì tính ra dạ, là không có bà con. Dạ, tại vì người bên vợ không, xa lắm, xa lắm. Mẹ của con là ông chú. Mẹ của con là bà con của ông chú, vợ ruột con gì đó rồi ông nội rồi cố. Không, nói chung là ba của con á là kêu mẹ con hồi xưa á là dì chính, kêu bằng dì lận. Tại vì mẹ con là gia dì, nếu mà tính ra là gia dì của ba con. Nhưng mà hai đứa con cưới nhau rồi giờ hai người kêu là chị xui luôn rồi, không còn kêu là dì nữa. Hồi hai đứa nó chưa quen nhau đó là anh xui á kêu đây là cái dì chính lận. Cái ruột thứ ba đây là tính chính. Nãy giờ mình nói cái lòi đó nhiều mối quan hệ quá. Càng ngày nó càng nhiều á. Lại cho mượn liền. Em ông nội con. Em ông nội con à. Cưới vợ. Cưới vợ. Cái chị cái vợ của em nội con là chị ruột của má chồng chị con. Chị ruột của má chồng con. Đó, chú hiểu ra chưa? Chị không, ba. Chị ruột của má chồng. Rồi ba chồng. Con là ba con là ba con nè. Kêu em ông nội là chú. À. Nhưng mà mẹ con kêu em ông nội con á là anh. Con nghĩ mệt. Nói chung là mối liên hệ này không. Sao nó rối ha. Dạ bởi vì về để dễ bắn đồ đi ha. Dạ. Thôi để chú. Bởi vì hồi xưa là gian nam. Cái lần đầu tiên chị có ấn tượng gì? Ủa gặp từ nhỏ không ta? Dạ gặp nhưng mà không có biết chị. Tại vì đám giỗ là đông lắm.
thì gặp thì dạ con chào cô, chào chú này nọ thôi, tại vì con nhỏ quá em chỉ biết chào rồi ít nói đó, không dám nói. Mà lúc đó mẹ chồng có nghi ngờ bà con gì không? Bà con là bà con như là bên chồng bên vợ vậy đó. Lúc con kêu mẹ là bà dì á mẹ, bà dì chính, con thưa bà dì chính, mà bây giờ là thành mẹ em, là tuột xuống một bậc. Xuống xa đó, quen 15 tuổi cho đến bao nhiêu năm thì mình lấy nhau? 21 tuổi rồi là con lấy chồng. 6 năm mới lấy chồng đúng không? 6, 7 năm gì đó chứ. Rồi khi mà con dâu về làm dâu còn nhỏ quá, lo lắng gì cho mẹ chồng á? Nó không có làm dâu. Cưới như là hai đứa nó quen nhau rồi cái nó ở trên. Con dâu thì đi thi đại học, thằng con trai thì đi làm. Đó rồi hai đứa nó mới ở trên đây, ở trên Sài Gòn. Con quen thì bên nhà con không có cho, là như là con còn nhỏ quá. Ba con nói là con 18 tuổi đi, rồi quen ai dắt về ba. Ba không cho thì tất cả mọi người trong nhà đều không cho. Thì em mới quen lén. Thì quen nhau tới 18 tuổi là em đi Sài Gòn á, em đi học cao đẳng. Thì ảnh mới thương, ảnh mới đi theo em. Đi theo em lên chảnh luôn. Ảnh thì đi làm, em thì đi học. Mẹ cũng hay lên, mẹ biết. Nhưng mà bên nhà em thì không có biết. Tại vì em giấu mà, chỉ nói là đi học thôi. Thì mẹ thấy thương, nhiều lúc mẹ lên, mẹ thấy thương hai đứa mà mẹ không biết làm gì. Mẹ lên xuống gì coi hai đứa có thiếu gì không. Rồi sau này em với chồng em á, thì lúc đó là lúc năm 2012 á, là nó rộ lên là bán hàng online. Thì con mới nhập đồ gì con bán. Không biết sao mà cái duyên nó tới hay sao á, là ngày con đông khách lắm. Con đi giao mà kiểu như là con giao không nổi. Dạ, cái con kêu chồng con là nghỉ làm. Con thì đang đi học. Cái kêu nghỉ làm đi giao cho con. Cái chồng con một mình cũng giao không nổi nữa. Cái con mới nghỉ học luôn. Con nghỉ học kiểu như là con xin một hai ngày con nghỉ vậy đó. Mà khách kiểu như càng ngày càng đông, lúc đó là giống như là con mới bán cái chào đầu á chú Huyền Linh. Cái con mới lên trường, con trường nói là con nghỉ nhiều quá là không có cho con thi. Thì con mới nói là bây giờ có cách nào không, thì trường mới nói là thôi bây giờ bảo lưu đi. Khi nào mà học được thì quay lại học. Thì con bảo luôn tới giờ luôn á, con chưa quay lại luôn á. Hai đứa con đi làm, cái lúc đó tuần đầu á chú Huyền Linh biết là bán được 20 triệu là lúc đó lớn lắm. Mà lúc đó con đi, con chưa có kiếm được tiền mà cũng như là mình buôn bán mà tuần đầu mình bán được 20 triệu. Con nói trời anh ơi sao mà nhiều tiền quá. Mà lúc đó con với ảnh nhát á, kiểu như không có dám ăn xài gì hết. Hai bên gia đình đó không có ủng hộ mình. Rồi cái giờ mình ăn xài nữa mình không có về sau. Cái hai đứa con mới dành dụm, kiểu như là lo cho tương lai hai đứa. Chứ không có ai, kiểu như không ai giúp mình. Tại vì ai cũng phản đối thì mình không có dám nhờ ai. Thế con mới nghỉ học thì con với ảnh bán sau thì sau mấy tháng á con có vốn, cái con mới mở một cái shop. Lúc đó mướn nhà là 16 triệu mà người ta kêu là cọc 2 tháng là 32 triệu. Với trả thêm một tháng tiền nhà nữa là ra 48 triệu, gần 50 triệu. Thì lúc đó con chỉ có tầm 100 triệu thôi. Tại con bán được khoảng mấy tháng là con có 100 triệu thôi. Con mới làm liều, con lúc đó là mẹ, con nhờ mẹ. Con mới nói là mẹ cho con mượn thêm tiền. Mà con nghĩ là chắc không có cho đâu. Mà lúc đó là... chưa có lãi gì hết. Chưa, con kêu bằng gì? Dạ con kêu, lúc đó là con kêu bằng bà dì chính, con nói với chú đó. Dạ. Bà dì chính luôn. Nhưng mà con đi với chồng con thì con chỉ kêu dì thôi, cho nó kiểu như nó thân mật chứ. Cùng hợp là mẹ con lên Sài Gòn có mổ cái lỗ tai của mẹ con. Thì con mới vô con thăm. Con thăm xong rồi sẵn con mượn tiền luôn. Dạ con thấy liệu nhiều chú. Nhưng mà lúc đó mẹ đồng ý liền không chị? Dạ lúc đó vô cái mẹ đang mới mổ ra nữa. Cái nói mẹ ơi bây giờ con thiếu 100 triệu. Con đi lấy hàng, cha em lên chăm mẹ em. Còn hai em thì vẫn buôn bán vậy đó. Cái em mới nói là dì với chú ơi, bây giờ con mở ra vậy đó, cái shop con ở đó hay đó gì đó. Này bây giờ con không biết mượn ai, tại vì nhà con thì không có cho con quen. Nếu mà con mượn nhà con đó là nhà con chắc chắn sẽ cho. Nhưng mà con không dám nói, tại vì làm với ảnh thì nhà con đang cấm mà. Thôi tao có sẵn 50 triệu, tại vì cha nói tiền ngân hàng thì phải tới tháng đáo hạn gì đó. Thôi giờ có sẵn 50 triệu là cho liền đúng không chứ? Trời ơi, lúc đó mình mổ lỗ tai á, mình có nghe lộn không con? Hay. Lúc đó là nó hỏi mượn, mà nó hỏi rồi giờ con có mướn nhà chưa? Nó nói con mướn rồi 16 triệu một tháng. Nó nói sao con không để cô đi coi cái hả ra mướn. Đúng là con nhờ chồng nói hay hơn. Dạ, tại không dám nói. Chồng con không có dám nói. Bởi vì hai bên cấm á.
À. Dạ. Bắt đầu mới nghe ba con là nghe ở dưới nó là con Nhí ở nhà con thương thần con Nhí. Nói Nhí á nó làm ở với Chí, Chí, tại vì chồng con tên Chí, nói Nhí với Chí á nó bán shop quần áo ở trên Sài Gòn á, ba con kiểu như nghe người này người kia nói nhiều quá. Mà con thì nói với ba con là con đi lên Sài Gòn con đi học, cái ba con mới đi Sài Gòn chiến. Cái ba con lên Sài Gòn cái ba con vô vô shop luôn. Trời sao sao biết shop hay vậy ta? Tại vì cũng có điện trước á chị nói à, dạ. Cái ba con vô shop cái ba con thấy hai đứa con vậy á làm ăn vậy á, cái chiều đó cái ba con kêu chồng con là đi ra ngoài nói chuyện. Con không biết sao nữa. Cái đi nhậu về, tối về rồi chuẩn bị đóng cửa shop cái hai cha con đi về. Cái chồng em đi vô nói bà cho cưới rồi em ơi. Trời ơi. Cái trời lúc đó con mừng lắm chứ, tại vì mình đang không biết tương lai mình tới đâu. Dạ. Cái ba con mới nói là thôi hai đứa mày cho kiểu như là an cư lạc nghiệp, không có còn lo chuyện đó, để tập trung làm ăn, tại ba thấy làm được quá rồi ba không cấm nữa. Như vậy là không có làm giàu gì hết. Là cưới xong là ở đây bán hàng luôn. Dạ, tại vì con công việc của con á là ở trên này mà mẹ thì ở dưới. Nhờ do cái công việc của con tới bây giờ luôn chú, cho nên là con không có thể nào mà về dưới. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng cuối tuần hay là lễ Tết gì thì mình có về quê không chị? Dạ có, Tết này cũng về hết á. Với lại con của em lúc đẻ ra á, tròn một tháng cúng đầy tháng ở trên Sài Gòn xong là đưa cho mẹ nuôi hết. Là em không có gặp con em luôn, hai tuần em về một lần em thăm con vậy thôi. Ham kiếm tiền quá ha. Con không phải ham mà do là kiểu như là con yêu cái nghề này chú, giống như là 1-2 giờ khuya con vẫn đi giao hàng luôn á chú. Nhưng lúc đó mình cũng tự hào về con dâu mình chứ ha. Dạ, rồi thấy vậy cái về rồi mới cho nó mượn tiền nó kệ. Cũng như là cho nó mượn đi, nó làm được thì được, còn không được thì kệ. Thì thôi đó. Cho luôn, thôi dạ. Luôn á. Con dâu về làm dâu nhà mình á, mình thấy mình hợp với con dâu điều gì? Hợp cái đi ăn uống rồi đó. Chứ ít có ở nhà ở chung thì nó về thì ở đây nấu cơm đồ sẵn hết trơn, ăn rồi thì nó làm cho nó hết trơn. Kiểu như là hai tuần con về một lần. Ở quê thì thức sớm lắm chú. Ở trên đây à chị Lộc biết là 8-9 giờ là sớm rồi. Ở dưới quê mẹ em 5 giờ sáng hả? Là thức dậy lôi đồ ra lao chùi mà ngày nào cũng vậy hết trơn á. Kiểu như là mẹ không có thích mà bừa bộn á. Cái 5 giờ sáng là bắt đầu mẹ em gỗn gãn hết trơn chị. Chén đũa thì Tết mình mới lao đúng không chú? Thường thường mình đem không, ngày nào cũng là Tết đó chị. Dạ, ngày nào cũng là Tết đó. 5 giờ sáng là bắt đầu mẹ làm rồi. Làm rỗn rãng gì đó. Em thì trên lầu là em nghe là em biết mẹ rồi. Mà em không thức nổi. Không thể nào thức nổi mà lao dùi với mẹ thì con thức không nổi chú. Chứ không phải là con, không phải là con làm biết. Thì con thức vậy là 12 giờ là mẹ nấu cơm đồ xong hết trơn rồi. Em xuống ăn thôi. Ăn xong có rửa chén phụ mẹ không? Dạ, mẹ nói là thôi mày đừng làm gì hết trơn á, không có vừa ý, để tao tự làm cho. Nó rửa không có sạch đâu. Mày làm hồi tao cũng làm lại à. Thôi con rửa lần nào chưa biết. Chưa cho sao biết. Cho luôn, mẹ cũng như là mẹ không có tin tưởng, mẹ muốn cái, mẹ tự làm. Có nhầm khi nó ăn rồi nó rửa cái tô đó là thấy không sạch thì rửa lại. Có bao giờ con tự nấu món ăn nào đó con đãi mẹ chồng chưa? Dạ chưa. Tại vì con không có biết nấu ăn. Cái hôm mà con có bầu á, là mẹ con ở dưới quê á, là nấu đồ ăn sẵn rồi bỏ thùng mút á. Lên là con chỉ việc hâm con ăn thôi. Mẹ nấu canh, mẹ nấu đủ thứ hết á. Mẹ nói là mẹ làm, tại vì mẹ không yên tâm ăn ở ngoài. Có bầu mà ăn ở ngoài thì không có tốt cho em bé. Cho nên là mẹ nấu, nói chung là ngày nào cứ hết là mẹ gửi lên. Rồi chồng con đi ra trành xe lấy. Rồi về chỉ hâm cho con thôi, mẹ nấu hết rồi. Hâm ăn đúng ngày hai ngày đó là mấy ngày sau là lên có đồ ăn tiếp vậy, mẹ nấu liên tục. Từ Cà Mau mà gửi đồ lên cho con ăn hàng ngày luôn. Dạ. Nó có bầu lên là 20 bữa nó mới sanh xong rồi vô bệnh viện nuôi xong rồi về rồi nuôi tháng. Thì thấy ở trên đây chặt chội quá rồi nói thôi tao chắc tao ôm em bé về quê quá rồi. Đưa em bé về quê luôn. Tại mẹ muốn em bé kiểu như hít thở không khí trong lành. Tháng ở dưới thì đưa gặp hơi nắng nhà vườn á chú, ở dưới thì nó thoải mái lắm. Ở đây mình thành phố nó ngột ngạt á. Thật ra là giờ không biết ai làm dâu ai rồi nha. Coi như là từ lúc lấy vợ chồng rồi thì gần như là con không làm dâu rồi. Lúc mà con có con làm mẹ chồng lên chăm sóc rồi nấu ăn rồi đem con về nuôi luôn. Hồi xưa con nhớ là con đi học cao đẳng á, lúc đó con chưa có bán đồ nữa. Là mẹ lên là mẹ thấy nhà vừa bộn, cái phòng thôi, con mướn cái phòng trọ con học thôi. Là mẹ dọn cho em đi học về, em nói là giống như là có cô tiên hay gì á. Em nói sao mà gọn quá,
mẹ làm hết trơn luôn, từ lúc đó luôn chứ không phải là về làm dâu rồi mẹ mới vậy. Mình mong có con dâu để có khi mình về mình tâm sự hay là chia sẻ hay là nó phụ mình nấu chén cơm này kia, nhưng mà cuối cùng con dâu này về gần như không có làm dâu. Dạ. Có bao giờ nghĩ điều đó không? Có nghĩ trời ước gì có con dâu về cái sáng ra cơm nước rồi đấy chắc mình khỏe lắm. Cái gì mình làm được giúp nó thì mình giúp, rồi nuôi con để cho nó làm tận nó có tiền với người ta, tại nó còn nhỏ quá à. Thôi mình nuôi cháu luôn. Giống mẹ nói là mẹ cứ kiếm tiền đi rồi mấy gì còn lại để mẹ lo. Nó lên Sài Gòn nó học là lớp 1, bắt đầu lớp 1 nó mới ở với em, còn mấy cái lớp mẫu giáo rồi là nó ở với mẹ. Thì bắt đầu mới lên ở với em. Dạ được luôn. 2 năm, năm nay nó học lớp 2. Cái gì mà chắc mà nội buồn rồi. Buồn khóc dữ lắm. Mỗi lần về là nó leo ở đâu kìa nhỉ? Con của em thì mỗi lần mẹ lên thăm á, rồi mẹ về á, cái đây mình nó đi về. Nó chạy vô cái chỗ máy giặt á chú, nó ngồi trong máy giặt á nó khóc với chồng á, giống như nó nhớ bà nội chậm. Nó không cho bà nội về mà nó không biết nói sao, nó sợ ba với mẹ la cho nên là nó chui trong cái máy giặt á tối hù vậy đó, nó ngồi nó khóc với chồng đó. Cái nhà đi kiếm nó, cái đi ra chỗ máy giặt không nghĩ nó ra ngoài, tại vì ngoài là tối lắm, chỗ phơi đồ á tối lắm. Nó ngồi ngoài nó khóc, còn mẹ em thì khóc ở trên xe á. Mến tay mến chân quá phải không? Như nhỏ luôn mà. Dạ. Nó nói bà nội ơi, con thích làm con của ông nội với bà nội à, con không thích làm con của bà mẹ. Bà ông nội bà nội rảnh đó, chơi rồi, chơi với cháu. Bà mẹ lo kiếm tiền, không chăm sóc con mà. Đó cũng là một cái thiếu thốn mà ba mẹ cần gọi là chú ý nha. Dạ. Nói kiếm tiền nhưng phải dành thời gian cho con chút xíu. Đúng không bà nội? Dạ. Không, chứ nếu mà mình kiếm tiền hoài mai mốt mình quay lại, cái sự xa cách giữa con mình với mình nó xa lắm á. Là làm dâu coi như không làm dâu. Yeah. Với sự chăm sóc của mẹ chồng như thế, con thấy con hạnh phúc không? Dạ con hạnh phúc lắm chú. Tại vì con không có lo cái gì hết. Người ta còn lo sắc mặt của mẹ chồng này nọ, nhiều người lên người ta bị trầm cảm luôn á chú. Thì con đọc mấy cái bài đó con nói ôi sao mình may mắn quá. May mắn. Mình không có lo mấy cái chuyện mà phải nhìn sắc mặt mẹ chồng. Nguyên nhà chồng là ai cũng thương con, giống như là có con là con ruột luôn, chồng con như con rể. Nhưng chú nghĩ này nè, một hôm nào đó đó con cố gắng dành thời gian riêng á. Dạ. Con nấu một món ăn nào đó. Dạ. Một cái buổi nào đó con nấu món ăn xong rồi cái con tự làm hết, con mời mẹ chồng con ăn, chú nghĩ là chắc mẹ rất là hạnh phúc luôn á. Mà con không biết đâu, chắc con phải đi học một khóa con mới dám tự tin con nấu. Nếu như mà chưa biết nấu ăn thì từ ngày về làm dâu đi, mẹ hy sinh chăm lo cho mình từng cái ăn giấc ngủ, thì ngược lại chị đã dành những cái điều gì cho mẹ chồng mình? Em lo sắc đẹp cho mẹ. Mỗi khi mà kiểu như mẹ hết mỹ phẩm xài á, mẹ alo cái là con gửi về cho mẹ. Giống như mẹ thấy trên mạng có gì bán cái gì đó mẹ muốn mua, mẹ điện lên em, mẹ kêu tao thấy cái đó được không, mẹ mua gửi về cái em để con đặt. Hôm nay thì mẹ chồng có muốn nói gì với con dâu hay muốn con dâu mình thay đổi cái gì không? Muốn cho nó săn sóc con nó cho chu đáo chút. Sạch sẽ chút vậy, chu đáo đó, rồi nhà cửa đồ gọn gàng chút vậy đó. Còn chị không biết chị có mong muốn mẹ chồng mình điều gì không? Em thì chỉ mong là mẹ luôn luôn có sức khỏe để sống, với lúc nào con về con cũng có mẹ chuẩn bị sẵn ga gối nệm giường. Mỗi lần em về á chị biết không, thì mỗi lần mà lên phòng á nó thơm lắm chị, từng cái gối từng cái mền á mẹ chuẩn bị á, trời ơi ngầm ngủ ngon lắm chứ, mình lên còn kiểu như là sạch sẽ hơn khách sạn nữa, mẹ chuẩn bị chu đáo quá. Mỗi lần con về là về quê là con ngủ ngon, bởi vì con ngủ tới 12 giờ luôn là vậy á. Đâu phải ai cũng có được mẹ chồng lo chu đáo như vậy đâu. Cố gắng mình thể hiện một chút gì đó làm dâu đi. Bữa nào con tranh thủ về con dậy sớm con nấu cơm đồ ăn sáng cho mẹ ha. Đi chợ cái trưa cái nấu cơm cho mẹ ăn, chiều nấu cơm chỉ cần một ngày thứ về thôi. Có một món quà bất ngờ dành tặng cho cô. Dạ. Bà nội biết hôm nay con tới không? Em trai. Con chào chú. Hồng lại con. Hồng lại con. Con chào chú, con chào cô. Hồi nội con chưa? Con bất ngờ không? Dạ. Con là con trốn vô máy giặt con khóc đó đúng không? Nó trốn đó, nó nói bà nội ơi, bà nội, con nói bà nội nghe.
lúc mà con về đó, cái bà nội về đó, cái con mẹ ba thấy con khóc cái la con, cái con sợ cái con leo lên trên cái gói đó, con đập con ụp cái mặt xuống cái gói, con khóc ướt gói hết trơn, cái ba mẹ tính con ngủ không có la nữa. Không quá hả? Giờ con muốn về quê ở với bà nội nữa không? Dạ có. Con ở với bà nội vui không? Dạ vui. Con thương bà nội nhiều không? Dạ nhiều. Con muốn về nội ra nãy con hay là con muốn về ở với nội? Con muốn về ở với nội. Nhưng mà vậy thì con bỏ ba mẹ con thì sao? Làm ăn được thì cứ làm ăn thôi. Tại vì ba mẹ cũng còn đang trẻ đó, thì có thể làm tranh thủ về thăm ông bà. Mà như nãy chú nói là vợ chồng con nên tranh thủ một ngày nào đó mà để vợ con sẽ làm dâu thực thụ của mẹ chồng. Anh dám cho em nấu ăn không? Căng không? Căng không? Chồng con nấu ăn ngon lắm đó chú. Vậy rồi đó coi. Ngược lại vậy đó hả? Con biết rồi, cho nên là cứ cuối tuần là con chở bé đi chơi. Bà nội nói thật lòng đi bà nội. Hai đẻ con. Bà hỏi cái nói mẹ con là người đẻ rồi con, bà nội là nuôi con. Nó nói không, con thích bà nội đẻ con. Dành thời gian cho bé nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Con dâu nè, muốn nói gì với một lời yêu thương nào nhất với mẹ và mong muốn điều gì đi? Dạ con muốn một lời cảm ơn và một lời xin lỗi mẹ. Thì cảm ơn là cảm ơn mẹ là lo cho con từ lúc mà con chưa làm dâu. Còn lời xin lỗi là con xin lỗi mẹ là con chưa làm dâu mẹ một ngày nào. Và con và con cũng ở đây con lo cho con của con được là mẹ vui rồi. Chú ý tới cháu nội của mẹ đi. Còn mẹ thì mẹ lo được thì để cho mẹ lo. Cảm ơn gia đình rất là nhiều.